Vậy là hết rồi đó Mia. Mình già. Mình cần phải trở nên thật đẹp. Cái gương đâu rồi? Tệ thật. Đây là một cái gương sao? Không không không, nó nhỏ quá. Mình cần mua một cái lớn. Wow, nó kìa. Nó dơ quá đi. Wow. Vậy là hết rồi đó Mia. Em sẽ không lấy gương quay được nữa đâu. Nó nhìn rất nhỏ khi nhìn từ bên ngoài. Người là mình ai? Cần một cái gương. Người muốn gì nào? Cho mình xem những gì bạn có đi. Chọn một cái đi nào. Wow, đẹp quá. Mình sẽ lấy cái này. Mình già. Mình cần phải trở nên thật đẹp. Wow. Môi son. Xong rồi. Chắc chắn bây giờ mình rất đẹp. Oh no. Đây là một cái gương xấu xí. Mình cần phải trả nó lại. Muốn chọn lại hả? Vâng, lần nữa. Bạn đưa cho tôi một cái thật là xấu xí. Đưa cho tôi một cái mới. Lại gương nữa sao? Hay là kem cho tay thì sao? Nhìn tôi có gì này? Thấy ghê quá. Đưa cho tôi một cái gương mới. Chọn nào. Cái này. Đưa tiền cho tôi. Một cái gương xấu xí. Ôi, xin lỗi. Hay là lấy bình xịt cho mặt mày. Người sẽ trở nên xanh lá như là tôi nè. Giống bạn sao? Không không không. Đưa gương cho mình. Mình sẽ lấy cái này. Đừng đừng đừng, dừng lại, dừng lại. Bạn đang làm gì vậy? Em ấy còn nhỏ mà. Nice, lấy búp bê của bạn đi. Búp bê của mình. Mia,
chúng ta hãy nhảy trên mặt chúng nào. Mia, bạn nhúng của chị mà. Dạ dạ. Trả nó lại cho chị. Bạn nhúng này là của mình. Em còn quá nhỏ. Mia, tại sao em khóc? Cho em nè, Mia. Ngạc nhiên chưa? Cho Mia. Mình cũng muốn được tặng quà. Cho chị chơi với. No. Đồ trang điểm của chị nè. Dạ dạ. Wow. Đừng đừng đừng, dừng lại, dừng lại. Naija, em ấy còn nhỏ mà. Bạn phải nhường cho em bé chứ. Cô ấy còn quá nhỏ và cô ấy không biết cách sử dụng đâu. Đưa cho em ấy đi. Cho em nè. Lại đây, lại đây. Chị sẽ bắt được em thôi. Ở đó đi. Bây giờ thì hãy để cho chị chơi nha. Ai ai ai, Mia, ai đã nhốt em vậy? Ồ, cô ấy còn nhỏ, cô ấy có thể chơi ở đó được mà. Đừng lo lắng nha Mia, anh sẽ đưa em ra ngoài. Mở ra, mở ra, mở ra. Đừng bực bội với trẻ em, hãy mở lòng ra với chúng và vui chơi với chúng. Sẽ có bất ngờ đó. Trẻ em không nên ăn quá nhiều kẹo. Katia, bạn có một bất ngờ tuyệt đấy. Chính tôi đã tạo ra một trò chơi ngoài trời đó. Tôi thích trò chơi này. Bắt đầu thôi. Wow. Tôi yêu bong bóng màu xanh nhạt. Nastia, bên trong quả bong bóng sẽ có bất ngờ đó. Hãy chọn một cái đi nào. Là cái này nè. Cảm ơn. Wow. Những viên kẹo màu. Kẹo sô-cô-la. Thật tuyệt vời. Bạn đã có một bất ngờ thật tuyệt. Bây giờ đến lượt tôi. À thơm, tôi sẽ bắt nó. Lại đây nè. Tôi không biết. Có lẽ màu xanh lá. Cũng có lẽ màu đỏ. Hù, xanh dương. Bắt nó Natia. Thật là đáng sợ. Một cái gì đó dành cho tôi. Thật đáng sợ. Wow. À, kẹo nè. Trẻ em không nên ăn quá nhiều kẹo. Natia, lượt của bạn. Nên chọn cái nào ta? Màu đỏ. Sẵn sàng a chim. Tôi thích bất ngờ. Bắt đầu thôi. Tôi thích bất ngờ. Ngon quá, ngon quá. Lại đây Natia, tôi sẵn sàng rồi. Wow. Kẹo dẻo.
kẹo chua. Tôi thích chua. Natia, bạn có một bất ngờ tuyệt đấy. Hãy ăn nào. Răng. Không sao, chúng ta có hamburger và dưa hấu. Hãy thử nó nào. Hãy thử nó thử đi nào. Cái của tôi chua quá. Cái của tôi ngọt quá. À thêm, đến lượt của bạn. Tôi nghĩ rằng bên trong sẽ rất ngon đó. Tôi đang bắt đây nè. Lại đây nào. Tôi nghĩ nó sẽ không ăn được đâu. Hãy thử lại nào. Không ăn thêm, nó đang xấu đi. Chúng ta đã không nói về nó. Lượt của tôi bắt bạn ngay bây giờ. Nó đâu rồi? Một cái màu hồng. Màu mà tôi thích lắm. Tôi sợ. Cây thục quỳ, dâu tây. Thật tệ, bạn không thể ăn nó trên sàn nữa. Nhìn xem, Nastya, nó ở trong một cái túi. Bạn có thể ăn nó. Yeah, cảm ơn nhiều. Wow, ngạc nhiên. Cuộc đi của câu chuyện đồ chơi. Bất ngờ rất là tuyệt. Nastya, chúng ta còn một cái cuối cùng. Đó là của tôi. Thật thú vị, có gì ở trong đó? Sô-cô-la. Một cái thìa sô-cô-la. À thế mà lại đây nè. Xem tôi lấy được bao nhiêu này. Cái que sô-cô-la. Hãy thử làm phép thuật nào. Wow, màu hồng. Tôi muốn một cái to hơn. Tôi muốn nhiều hơn. Nhiều hơn. Đổ phép thuật vô.